that sugar sweet. You got what I need. Sipping on the potion, all that good emotion, just my kind of heat. Keep it on repeat. Tested by the potion. Lấy chồng mà còn yếu đi chứ cái người yêu cục đó nữa. Ông Kim đi vô nghe bài này cái đi ra liền. Ê cái nón đi không dám di chuyển luôn. Cho xin cái nhạc thôi chứ không có chuyện đâu á. Kia thực hiện hai concept một lúc, cái thời gian chuẩn bị nó rất là ngắn. Kia muốn tái hiện lại cái kết của Cả Một Trời Thương Nhớ, nó cũng là cái cột mốc mà anh Kim Lý và chị Hồ Hoàng đã gặp nhau và đã bén duyên và có một cái happy ending như ngày hôm nay. Trong Cả Một Trời Thương Nhớ thì đó là một cái kết mở mà chúng ta chưa biết là hai người có đến được với nhau hay không hay là như thế nào, nhưng mà với Kia vào thời điểm hiện tại thì Kia muốn nó là một cái kết rất là đẹp, nên là Kia đã thực hiện một bộ ảnh lấy cảm hứng từ năm 30-40 cùng thời điểm với lại cái tạo hình của MV Cả Một Trời Thương Nhớ. Những cái posing rất là điện ảnh được đưa vào bộ ảnh bởi nhiếp ảnh gia Mr. AC. Đây là lần đầu tiên AT hợp tác với lại chị Hà Hồ cũng như anh Kim Lý. Rất là nhiều cái lào ánh sáng để chuẩn bị chụp cho anh chị. Mọi thứ rất là suôn sẻ. Kim Hà rất là vui và xin được cảm ơn các bạn đã dành công sức và thời gian để set up tất cả những cái bối cảnh thế này cho gia đình. Rất hào hứng vì nay em sẽ chụp hình với gia đình mình nên một ngày rất đặc biệt. Kim có vợ, Kim có hai em bé và Kim có Subel và Kim biết Kim rất may mắn. Chú răng nhất nè. Chưa. Dạ chị. Sáng ăn khoai. Chưa ăn khoai. Tối ăn khoai. Ba mẹ đã